Tôi, Bùi Văn Bản, xin kính chào quý khán giả. Tri hội bảo trợ ơn thiên triệu Mikae do Linh Mục Du Xe Đinh Xuân Long, chính sứ giáo sứ Saint Joseph of the Hill, North Carolina, làm linh hướng và anh Chu Minh Khang làm tri hội trưởng, tổ chức mừng lễ bổn mạng Tổng lãnh tuyên thần Mikael lúc 3 giờ chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 2016 tại 4044 đường Sao Paulo Sarklot, tiểu bang North Carolina. Chúng tôi được Linh Mục Hải Đăng cho biết, nhu cầu ơn gọi thì hiếm, nhưng rất cần sự nâng đỡ, bảo trợ để nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến. Tôi là Linh Mục Giuse Vũ Hải Đăng thuộc tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa. Tôi mới được cha bề trên À, đặc trách cho tôi làm việc đó là Giám đốc của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu. À, như quý vị biết được rằng là trong uh, tu đoàn nhà Chúa chúng tôi có cha phêrô đoàn Hoàng Khôi An là phụ trách về ơn gọi. Cha đi kiếm ơn gọi, còn tôi là đi kiếm những người trong Hội Bảo Trợ. Tuy nhiên là quý những người hội viên có thể giúp đỡ bằng cách cầu nguyện cũng như là đóng góp vật chất để chúng tôi có thể nuôi dưỡng các ơn gọi gửi tất cả các thầy đi học ở các chủng viện của nước Mỹ rất cần cái lời cầu nguyện cũng như là sự đóng góp của quý vị để có thể tiếp tục được nuôi dưỡng ơn gọi bằng có hỏi tôi là à, tại sao phải đi nhắc nhở mọi người như chúa nói lúa chín đầy đồng mà thợ gạt cái ít thợ gạt cái ít lắm lâu lâu chúng tôi mới kiếm được ơn gọi thế nhưng mà để bảo trợ để nuôi dưỡng ơn gọi đó là cả một quá trình mà không phải chỉ có chúng tôi mới làm được mà cần sự đóng góp của quý ông bà và anh chị em vậy à, ngày hôm nay lần đầu tiên mà tôi đảm trách là giám đốc của hội bảo trợ tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa tới thành phố Charlotte ở North Carolina và đây là chi hội Michele. Chúng tôi mừng bổn mạng. Có điều làm cho tôi rất xúc động đó là khi mà lúc dân của lễ à, quý ông bản chị em, ngay cả những người quá và các em thiếu nhi nữa đã để dành những cái đồng tiền tiết kiệm để mang lên đây dân thánh lễ và dân những cái món quà mà quý vị đã để tiết kiệm trong suốt năm qua để giúp cho ơn gọi của giáo hội nói chung và đặc biệt của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa nói riêng nhân dịp đây tôi xin được gửi lời cảm ơn tất cả quý vị ân nhân quý vị hội viên những người cách này cách khác đã bảo trợ cho tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa chúng tôi trong suốt những năm tháng qua và chúng tôi những linh mục những tu sĩ hàng tuần và những trong những thánh lễ vẫn nhớ đến cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân, quý vị hội viên của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa, những người còn sống cũng như những người qua đời và tất cả theo những cái ý chỉ mà quý ông bà anh chị em à, muốn dâng lên Thiên Chúa thì chúng tôi qua lời kinh nguyện cũng như thánh lễ mỗi ngày để chúng tôi cùng dâng lên cầu nguyện cho tất cả quý cụ của bà anh chị em. Xin cảm ơn anh Bằng và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phóng sự của đài. Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Tôi bổ văn bằng từng trình cho Đại FPTN tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.